Bối phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc lá Bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bối phượng có mời quý vị theo dõi Nhạc lá Bồ đề. Câu chuyện do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện đều có thể thay đổi cuộc đời con cái, nhưng cha mẹ thường hay quên dạy. Chuyện của Kiên Định và Lâm Thư, Tủ Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Đó là bài học, cái giá mà phải trả cho sự không dạy dỗ con cái, phải biết cảm ơn với những gì người khác làm cho mình. Bởi vì nó coi đó là việc đương nhiên, nên khi không được toại nguyện nó sẽ nghĩ đó là do lỗi của cha mẹ, không phải do bản chất ích kỷ và không biết ơn với những gì người khác đã làm cho mình. Có một người Hoa Kiều giàu có nợ sau khi phiêu bạc làm ăn ở nước ngoài. Khi về nước, ông muốn tài trợ học bổng cho những học sinh nghèo với sự giúp đỡ của người địa phương. Ông có được thông tin liên lạc và địa chỉ của một số trẻ em nghèo cần sự giúp đỡ với mỗi đứa trẻ ông gửi cho chúng một quyển sách một cái bút và gửi kèm theo đó là thông tin liên quan đến mình như số điện thoại địa chỉ ngày ngày ông lão ra vào như đang chờ đợi điều gì đó lúc thì đợi bên điện thoại lại còn sáng đào cũng ra kiểm soát hộp thư mãi cho đến một ngày nọ có một cậu bé gửi cho ông một tấm thiệp chúc mừng nhân dịp trung thu và đây cũng là đứa trẻ duy nhất liên lạc với ông vị hoa kiều nọ vui mừng ra mặt và chuyển cho cậu bé kia một số tiền lớn để giúp cậu bé được tiếp tục đi học đồng thời bỏ qua những đứa trẻ không liên lạc lại với ông đến lúc này người nhà và người thân của ông mới hiểu ông đang dùng phương pháp đặc biệt để chứng minh cho đạo lý những người không biết cảm ơn người khác thì không đáng để được tài trợ giúp đỡ. Người biết cảm ơn người khác mới có thể hạnh phúc và thành công. Một đứa trẻ không được nuôi dưỡng lòng biết ơn còn đáng sợ hơn. Qua câu chuyện sau đây, Uông Duy Tinh, du học ở Nhật đã hơn 5 năm, chưa bao giờ biết đi làm thêm là gì. Tất cả tiền học phí và sinh hoạt đều dựa vào đồng lương thu nhập ít ỏi của người mẹ già. Người mẹ vay nợ khắp nơi vì không biết lấy đâu ra tiền để gửi cho con. Nên sau khi năm lần bảy lượt, đòi tiền không có kết quả. Ngày xuống sân bay, cậu đã đâm chính nhát dao, sát hại người mẹ mang nặng đệ đau, đã tới sân bay để đón mình. Là một thanh niên 25 tuổi, lẽ ra nên phải tự lập, tự dựa vào sức lực và trí tuệ của mình để đi làm thêm, tự đứng trên đôi chân của mình. Tuy nhiên, cậu ta lại bình thản ngồi đó hưởng thụ cuộc sống ấm êm, mà đâu biết mẹ của mình đã phải khổ cực vất vả mới có được đồng tiền. Khi mẹ không thể cung cấp được tiền nữa, không được đáp ứng nhu cầu nữa, cậu ta như trở thành một con sói bất chấp tình thân, cũng không kể ân nghĩa, sự oán hận tràn ngập, đã hóa thành chính nhát dao, sát hại chính người mẹ sinh ra mình vụ án này chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả các bậc làm cha mẹ những đứa trẻ không có lòng biết ơn thực sự đáng sợ hơn cả chó sói dạy con học cách tự chịu trách nhiệm biết ơn người khác là việc rất quan trọng khi đứa trẻ nhận được vật chất nhiều hơn tình thương yêu mà nó cần thì các bậc cha mẹ đã tự đánh mất khả năng giáo dục con của mình chiều chuộng con cái quá mức cha mẹ sẽ không còn khả năng thay đổi con theo lẽ phải những gia đình này bởi rất nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau từ nhỏ đã để cho đứa trẻ muốn gì được nấy khi đứa trẻ không bao giờ bị từ chối thì chính bản thân cha mẹ cũng không còn khả năng dạy bảo con theo lẽ phải hàng ngày bạn cho đứa trẻ kẹo rồi đến một ngày bạn không cho nó chắc chắn rằng nó sẽ kêu khóc, căm ghét. Nếu không đòi được kẹo, nó không hề nhớ tất cả những lần bạn cho kẹo nó, mà chỉ nhớ lần bạn không cho kẹo. Đó là bài học trả giá cho sự không dạy dỗ con cái, biết cảm ơn với những gì người khác làm cho mình. Bởi vì nó coi đó là việc đương nhiên, nên khi không được toại nguyện, nó sẽ nghĩ đó là do lỗi của cha mẹ không phải do bản chất ích kỷ và tuyệt nhiên không biết ơn với những gì người khác đã làm cho mình. Sự đòi hỏi của một số trẻ thậm chí không có chừng mực, muốn gì phải đòi cho bằng được. Nếu chỉ có một yêu cầu nhỏ không được đáp ứng, cũng mẹ nheo khóc kể tới khi được mới thôi. Kỳ thật, luôn chiều con một cách thái quá như vậy sẽ rất nguy hiểm chính là đang làm hại con có những người con còn ngồi trên ghế nhà trường đã muốn ăn tiêu hoang phí thuê nhà đắt đỏ mua quần áo hàng hiệu máy tính điện thoại đắt tiền chúng không biết giá trị của giống đồng tiền cha mẹ kiếm được cực nhọc ra sao mà chỉ muốn cố sức làm bằng được điều mình muốn không biết rằng cha mẹ mình đang phải nhịn ăn nhịn mặt, hy sinh như thế nào cho mình kỳ thực không cho con nếm chạy sự đói khát chúng sẽ không biết được giá trị của thực phẩm không để con nếm chạy cái lạnh lẽo của giá rét chúng sẽ không hề biết chân quý sự ấm áp không để con nếm chạy sự thất bại chúng sẽ không hiểu sự gian nan vất vả của thành công hãy để cho con bắt đầu học hành biết cảm ơn cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày bất kể thời khắc nào hãy tạo điều kiện cho con cái biết học cách cảm ơn biết ơn với người khác bắt đầu từ việc cảm ơn cha mẹ khi cha mẹ làm giúp việc gì cho con hay người khác làm giúp con việc gì hãy dạy cho con biết nói cảm ơn sự giáo dục trong gia đình là nền tảng quyết định khả năng thành công của một đứa trẻ nên nếp gia đình có thể bồi đắp và quyết định phẩm chất đạo đức của con cái. Vô số những nhân vật vĩ đại xuất thân từ các gia đình tranh gia vọng tộc đều không tách rời điều này. Tấm lòng biết ơn là chất dinh dưỡng giúp tâm hồn trưởng thành thông qua việc cảm ơn để giáo dục con cái hiểu được giá trị và tầm quan trọng của những niềm vui và hạnh phúc mà người khác đã mang tới cho mình khi các con hiểu được cách những người xung quanh hành thiện giúp đỡ người khác các con sẽ học và biết cách sau này bản thân nên làm gì đây chính là cội nguồn của sự tu dưỡng sẽ khiến cuộc đời của con trẻ sau này mở ra những cánh cửa lớn của sự thành công mà cha mẹ không nên bỏ qua Kính thưa quý vị, nhạc lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc bồ đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng bố ông chúng tôi là ông Đỗ Diễn Nhi, pháp danh Trí Tánh, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1941, từ trần ngày 2 tháng 8 năm 2019, ngày 2 tháng 7 năm kỷ hợi tại Virginia Hospital Center, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 79 tuổi. Linh cữu được quàng tại Diamond Funeral Home, 5308 Barclay Road, Springfield, Virginia 22151. Điện thoại 7039419428. Chương trình tang lễ thứ 7 ngày 10 tháng 8 năm 2019, lễ phát tang, lễ cầu siêu từ 1 giờ đến 2 giờ trưa, thăm viếng từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019 lễ hỏa táng 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Tang gia đồng khắp báo vợ bà quả phụ độ diễn nhi, nhũ danh Nguyễn Thụy Danh.